Bữa hôm này nó vàng, con xịt 3 ngày liên tiếp mà. Thì coi có cái lá nào vàng bứt ra dùm con cái được. Nó rụng nó còn dính. Cà pháo. Cà pháo trái tròn tròn vậy nha con gì. Giờ cắt quế xong bữa hai là mình hái ha. Coi vậy chứ nó nhiều lắm nè con gì, thấy không? Trắng cây cái nè. Dài chưa có. Mấy cây có cái lá hay lá vàng phải bứt ra bỏ rồi phải. Chứ nào thấy á. Đội trưởng gì đâu mà chơi ta kêu chạy ruộng. Mở hai thời mai mở hai đi trước dành á. Ở đây mừng ông thiện ông nói là mở hai đi trước dành. Mấy đội trưởng vô đây rồi nè, ông đâu? Giờ đội trưởng mới vô. Cái đầu dưới mà hai. Đây nè mày hà, thôi mấy, bà ngọt quá. Cái là có 15 kg à, mà nó xanh vậy đó, mà mặt còn nhỏ nó không xanh, còn nhỏ đứng trên thân mà tự nhiên giáp tháng nó xanh rồi nè. Vậy như của cậu bãi dưới vậy, hổm ông chê đó mà giờ đây ngon quá trời. Mốt giá lo mà vậy ngon. Quê nữa mà ngon lớn cắt còn tính rưỡi quê làm thủ quê. Rồi vậy mà không chê. Bà suối nữa hả? Bữa nay tôi vô thấy hai ông kêu là ủa sao bữa nay quá tâm lanh hương dữ ta. Đâu kêu ông kêu bà bãi ơi bà giờ bà kêu ông tẻ đi. Nó đang tẻ bà nội mất cười chứ ông nội bà tính đỡ thừa nữa. Con quỷ rồi đó hả nó cũng kêu cài phơi đất đã để giờ kêu tẻ. Vậy bà kêu nó tẻ đi. Bà suối mà chuyến này mà bà ổng mà không có đóng quế rồi. Mà nếu mà chuyến này mà rẻ giá một cái thì sao tới cũng quế của chú Huy đánh ngon. Quế đó dùng đặt luôn. Bữa nay cá nè, hai cân quế có. Quá dần đẹp luôn mọi người. Thì đất mới nha, cái này mà gặp đất cũ một cái là ngon hơn gì nữa nha mọi người. Hả? Nhà tôi vô thôi, mới sáng vô nhà chứ giờ đó. Ông nội quay lâu lâu vậy đó. Một gánh về cậu năm gánh đi đâu gánh ra ngoài quái hả xa dữ ha. Ủa vậy sao cậu không gánh vô trong đây nè, gánh đây nó gần hơn ngay lộ đi nè. Cái đường đó anh chở thì có đường này về gánh đây nó gần hơn, gánh cho xe lâu anh vô tới luôn. Đường này bữa nay đầu lúa có cái đầu này nó xa à, mình gánh đâu đó mình gánh nó rộng à, nó quên đầu này nó gần đâu tính ra hai ba đầu nó vậy chắc đầu gò chứ bộ gánh đi đâu đâu à. Đầu gò quá 17 này cắt nè mà con xịt mới rải phân chiều qua nữa. Rải phân liên dạ 9 ngày rải 3 lần. Ngày qua anh coi rồi anh kêu là 17 cắt đó. Có chuyện nãy này hỏi được hỏi đường dây hỏi chưa? Đợi con làm cái clip này xong 5 phút đây. Tốc độ luôn á. Đâu có giữ nó mà tẻ rồi nhầm xí dây luôn á. À có bên lá, bên cũng có ăn. Không thôi nó đã sáu của hai cá. Qua đây đó, trong đây không có mà qua đây hai vàng giờ thôi nó quéo luôn hết. Ôi đất ơi. Như xịt xịt thuốc nhiều quá, đâu nó quéo. Ủa nó vàng nó hơn quéo. Bởi vậy nó hồi làm cái gì ăn liền một phát. Không biết à, chỗ cô chú anh chị các bạn như thế nào mà không biết có thấy cảnh cắt quế như thế này chưa nha. Ở quê em là cắt quế gì không nè. Xạ thì cắt một lần rau, không có kiểu cắt nhánh nha.
Thôi khỏi, bà chính già là cho lên mạng chi đâu. Hai chính già là cho lên mạng chi đâu. Già con, già con gân hả? Già con đi cắt quế đùng đùng. Cô chú chị mà thấy quế lá rất là đẹp ha. Thử luôn. Quá trời thông quế đẹp. Hôm nay thu hoạch cũng rất là đông ha. 6 7 người phải 8 người vậy. Kiểu như chuyển bên cái máy này qua máy kia nó mất độ 70. Xả gốc vậy ha. Cái này là không có lên nữa nha cả nhà. Cái như là cài đất lên luôn rồi chứ không có cho nhảy nhánh nha. Cái nào cắt nhánh nó mới nhảy nhánh, còn không cắt nhánh là cắt trụi gì là cài đất lên nha. Lá lá to bản bản luôn. Mà cô chú chị các bạn thấy không, cây quế cao cắt như thế này nha. Đây là kêu quế cắt một lần nha. Thì quế cao nhìn rất là đẹp nha cô chú chị. Quế này nâng về 50 kg không ta? Chắc 40 kg nè mày. Chị nâng này 40 kg hả? 40 kg 12 nâng. 2 nâng tấn 2. Đời. Đúng không? Con ít học hay hỏi con tấn 2 con có điếm được đâu. Điếm được. 12 nâng này cắt cũng lẹ mà cây quế nó cao cao vậy nhận. Lá bự bự không? Không có bệnh và hoạn gì luôn nha cô chú chị. Rất là đẹp. Hết nhiêu đây là gần 2 tấn quế luôn á cô chú chị. Nhìn cây nào cái nấy nó cao. Nó ít lên vậy ta mừng à. Em nói nó có thể đầy là tới 2 tấn mấy của người ta. Nếu mà điều là có 2 tấn mấy quế của người ta. Hàng đâu đó điều á, quốc 2 tấn rưỡi đó. Đó, 2 tấn rưỡi là điều đó. Nó không điều còn có 500 kg. Quế đợt này sao nó lùng lùng mà nó lá bự. Giờ này ta đâu có ôm gì nữa đâu. Coi chỗ nào trống ta bật ta xách đi vung đống lên thì rắp à. Đâu có bưng ra nữa đâu. Thiệt chứ bao cá người ta nghĩ sao mà cho ông cải 50 ngàn mướn hết luôn à. Nói vậy thì bà cả anh hai ra sao vậy hết rồi. Đã anh hai thì một người, 18-21 người ta tính khá. Khác thì bà hai hôm nay chạy chị hai lên. Quá vậy chứ bà chặt cũng 25 mà sao anh hai cả 25 chị. Còn không ai chặt thì nghỉ. Xong, dẹp. Ma mắt hay mặt người ta. Đâu có ma bắt gì hết á. Chắc không. Hai chiến mà ta cũng cho anh hai nghỉ bớt à. Cả không chừa một công luôn ha. Ghê thiệt. Ủa
ôm lại nhiều nhiều quá sao, ôm gì con miếng vậy? Ta ôm một bó bự, ôm gì là con lọn lọn nha. Kể mình quản giờ nào mình làm thủ giờ nấy. Tranh thủ chứ quản gì. Mua đi, mua đi cốp, họ hứa cho cái phích nữa không? Ba chút nữa. Cốp. Không, bà hứa cho tôi cá phích đâu. Ai hứa? Gì rồi? À, tôi không biết gì hứa. Không chạy sáng năm. Mua rồi, nó không lấy em đưa chạy. Vậy là bà mua, bà lấy, bà đưa tôi. Đây này cũng vậy. Bông lưỡi ha. Thơm phức luôn. Anh Dĩa. Hè muốn ngon bằng cho. Thôi, thôi, đâu cho. Ông mua sầu riêng được, còn ba có quỷ này có rách gì đâu. Ai để ông chơi, ai để bà ăn được thì mua có rách được. Mày muốn có con nghi đồng hả? Ba dám bao để bà ăn được. Ăn thịt riêng rồi. Thì đất ơi, tao gọi cốt tao lên thiệt nè. Chỗ Nhi nè, nó cười lên cái ai. Cười cho tao quay. Cười ông cười mà ít, ông cười vô hình xấu lắm. Sao sao mà ở đâu mà có mấy cái nón này đẹp dữ trời ta? Dạ bên Thái Lan về đó. Dạ bên Thái về mới có mấy nón bự về. Mua bên Thái Lan không? Ê bà xách vô về, ôi xách vô về chưa? Cả xả gốc luôn nha con chị, cả không còn một cây nữa luôn ha. À gửi anh tiền hả? Cây mọc mọc. Ừ. Ấy thì mai mốt ta đi nha, ba trả tiền. Mua nó về hỏi anh tiền cái. Bày quế con này là mốt rồi, ông dình ông cắt là cắt bằng cái gốc bằng cái cây quan vậy nè, tại để nó cao vậy đó. À, gọi nó vậy đó mà nó nói để nó đi, bữa nào tao đi xe con về. Bước ở đâu bước coi nè, mới xịt nano chế phẩm sinh học qua, ông coi nè mốt cao bằng cây quan vậy đó. Cả tốc độ luôn nha quý vị, mới đó là 8 bờ rồi. 8 bờ thì nãy giờ 2 lần kia là 90 kg. 90 kg cái sọt này chắc cũng 70-80 kg nữa. Cái sọt này là cân là 70-80 kg ha. Là cả tầm mấy rồi. Mà biểu gọi nhiều. Nó nói à để nó đi, tao cũng đi mà tao cũng đi thường xuyên lắm. Mà bữa nào tao đi xe con đi tao mua giùm mày. Ơ mua cho coi cây nào nó che lúc nó từ tầng không? Có mà cái từ tầng che khác cha ơi. Điện thoại hả? Không có điện mà bữa nó lên cây móc, nó lấy cây móc về nó móc lúa hả chị? Chắc chiều quá em móc lúa rồi ruộng á. Đem lên cô chú anh chị các bạn thấy không, cắt là không chừa một cây nào luôn ha, mới có mấy bà mà gần 200 kg rồi, 670 rồi, cái nền nó vậy đó là 70-80 kg đó. Mà nó chưa bắt, vậy nó chị, nó ăn bình thường rồi các bà. Cũng như nó không có đứng thường, mà nó đứng được một lần là nó ăn, nó uống một lần, xong rồi nó nằm xuống vậy đó. Đau. Như đứng đau. Khó khăn như vậy. Nó mỗi lần nó đứng vậy, cái nó chọi cái giò kia, cái giò kia rướn máu, mình thấy mình tội nghiệp lắm. Một lát nó nghe nè, ba cái đậu á, cắt cái phần nào ăn được ăn, còn ăn được thì dục. Đừng có ăn quỷ á, nó cho ăn từ lưa nha. Tại vì không có làm kỹ được kịp. Đâu có ăn. Trời ơi, đậu sẩm sẩm bự á. Bữa nay 28 hơn mai 29 là về cô đầu trai ăn. Ấy là chiếu mốt vô chặt ông cải á, chứ tôi không muốn được ông đó thiệt chứ bầu. Cái gì? Ấy đi chiếu mốt vô chặt ông cải. Anh đứng quay xa xa ra anh thấy mất thở chết. Có thấy mà ai đâu quay ngay gốc quế mà. Có thở chết rồi vậy nó khác rồi nè. Trời ơi, bịch hai ba cái mặt này, hai cái khăn này.
không mà đẩy mà đẩy đẩy sao mà đẩy mệt nó đi nó chơi chứ đẩy đẩy đi mệt nó chạy kêu em thấy đấy em mà em mới thấy đậu rồi ổng đâu có phụ em mới đậu được đâu. Năng à. Hai vỏ kia được nhiêu ký vậy? Chắc cũng 40 ký nhỏ. Cây gì chắc cũng 4 tấc mấy hả ta? Cao à. 4 tấc mấy không? Cao đó. 2 gang cho 4 tấc mấy. Thưa để thưa nó cây nó đều. Né liền cái chữ, né cái chữ đó liền. Vui hả? Sao nó tôi nó quảng cáo cho tại. Sao vậy bánh? Chiều nay lên hướng nhà hả chị? Chắc ruộng vô. Tôi có đi ruộng luôn, ruộng rồi đầu luôn cho nó dễ. Chi vậy? Nói còn có bà chứ nhiêu. Bỏ lại đi mai mốt đi nhà gò. Ý ông nói là ông nào vậy đang cho ông dọn cỏ hay gì đó. Mua giùm 5.000 nước đá luôn. Không đã tiền nước đá rồi phải không? Đó rồi. Con kìa. Rồi bữa đã chung với tiền bún rồi. Bún không? Biết đang bàn tay cắt khó mấy như là có rồi chứ rõ bữa đây hả bên dưới chú quan hả quan có bên trên à trên đụng chú quan không gì chứ cảm đụng mẹ nói lên đụng mẹ nói tới nó lui mệt quá tao không là biết nhiêu nói luôn một khúc nói vậy là hai cái nói á khúc cây lên á hai cái nói vậy đó không theo ớt luôn hả tay chân rồi à, cô chú chị các bạn thấy ghê không rọc không chừa một cây luôn ha cắt rụi như vậy cắt rụi cắt vậy mới có phở ăn chứ cắt vậy mới có phở ăn chứ cắt chừa một cọng là bị trừ cọng bún á
Thanh hay gì mà cái sam sữa hả? Sam đó dài với con cá đóng cá len kìa, bữa hai mận. Đủ mẹ ta kỹ nhổ chứ không nhổ gò đâu có. Đã bên tao vào trong ớt mịt trời bả nữa kìa. Ủa đất xanh ra gì đâu. Đã ta chơi chiến thuật đang mướn bằng cỏ mà vì cầu không để cho cỏ lên sao bả mặn được. Mấy bả chơi ghê lắm. Cô chú vậy các bạn thấy không chừa một cây luôn ha. Trong quế xà lan là phải như thế này. Thì hổm cắt cũng 600 mấy ký này. Lôi tới nửa ký cũng chửi nữa. Làm cái để ba khỏi rồi, nửa ký khùng nó quá tao vậy tấn rưỡi. Nó ít đó, cũng chửi rồi, nó người cũng chửi hả? Cũng chửi nữa. Để mà sáng anh để chơi chú ông đi ra mới quế này còn cả hai cánh quế nữa mà. Quay nó đâu. Nó thì được cũng tấn hú hồn nè. Dạ. Chuyện tấn này. Không vậy. Thưa thưa đâu mà kiểu này chứ mà không cho ăn phở quá. Không có mới có lỗ mà cá đóng vậy này mình tại tại có phải thấy vậy đó. Đây đang cá đóng mà. Không có quậy đâu mấy bà dưới đây mấy khúc cá đóng. Còn 66 bà nữa đó. Không có con mía mà. Không có 22 bài, 88 bài luôn mà. Cỡ 3 tấc, 3 tấc mấy về cũng ấy này. Trời cũng thịt sò rồi đại với nó mới bự chứ thịt sò bự. Cái này nó có xương vô là nó bị bầm. Hai ngày nay nó có xương vô. Xương dạng bập bầm kiểu này. Đây. Thôi cắt đi. Cô chú chị các bạn thấy quế cắt bỏ chất đống đống rất đẹp ha. Vậy là vô nần hết à chứ không có. Không có lặt liếc gì nha. Hôm nay hội chợ về rồi cắt quế cái mận cổ quá trời không có ai đi coi hội chợ ta. Con chưa đi mới dự định mà chưa đi. Mới dự định nè. Vợ chú làm con quê vậy đó mà sao 9.000 sao không rậy cười hả hả rồi chân chứ... không hết thì ta cài nó cao trước mấy đầu mấy mấy đè này cao lại đoán tăng rưỡi luôn lụm lúa luôn cô bạn ơi. Có mấy trăm ký mà riết giờ tới tấn rưỡi luôn hả? Quên bỏ rồi. Đợi hổm sang cài hả? Tấn rưỡi là chạy về tầm 2 tấn mấy rồi đó. Đâu quế con cái đã hết lượng hả?
Bà Hai, hôm bà kêu cầu bãi cài bỏ đi rồi chiếc này bà xanh xương bà rồi. Rồi không chơi vậy còn phạt ăn hủ tiếu nữa. Này nó cao đều á, cái này chưa cao. Rồi hôm 252 rồi chuyến vừa rồi có 4 bữa hay 45 nữa. Như lỗi solo lộn xộn sàn ngầu 5.000 à, chứ bình thường tới 7.000 gì. Trời 5.000 cũng được. Thấy nó không có thấy gì đó mà dạch lên. Giải lên. Nay cũng có rồi. Cái đó kêu cà chớn mà đâu phải cà pháo. Tại hổm kêu 4 bữa mà con để thôi cho 5 bữa đi. Có cái lỗ này nó bị thấp chứ đầu đó đều hết ráo. Đợt không nghe tía mà kêu mấy bà kêu đem đem cài đi mà. Đợt pháo hả nhiều không? Mới có 100 mấy cái à. Mấy bữa hai? Chứ để 5 bữa hai hai cử chứ nó cũng chưa có rộ mới cử thứ hai mới mốt chứ. Mấy ngàn ký vậy solo lộn xộn 5.000 tại trái lớn trái nhỏ nó không có điều trái hai hết nên con lụm vô hết nè. Nếu mà anh kêu lấy trái bự thì nó giá khác. Thì mùa này nó cần nước yên phân. Thôi đáng lẽ là nó nộp thân vô nữa đó. Lá nó teo teo lại ha. Dông rồi bớt gió hôm nay mấy ngày này gió quá gió. Mấy lùm này cũng còn thấp lên. Tính ráng lên tên đó luôn á. Ra tới khúc này nè nó mới cao cao. Cao nó khác gì đấy, dung trùng. Bà Chu có cái ông mà đi ghe nhà bà Chu mà đi. Ổng mà lên nhìn tôi giống ông đen.
Em bà mười điều. Anh Tồn có vô bỏ đồ bò nhà em chưa vậy? Chừng nào anh lên tới đây em biết em về coi. Em đang đi làm. Chừng nào anh lên tới điện em nha. Con cần bơm nước vô đìa đụng đập đập sáng vô bể mẹ chảy chảy ngược ra kinh. Rồi, mấy cái vào tôi phút đụng mấy gầu đá tấn thương rẻ rồi hai gầu đá rồi vội rẻ. Chín bao cũng trong 4.000 đó mà nó không xả trồng ớt. Để mà bà chín không xả đi ta. Bà chín lỗ, bà chín bà xả lỗ không mà. Thì giờ ai gan hên xui á, rủ có nước. Sao? Hên xui à. Chín vào mà vừa ấy. Đò chín sau này ai có nước chứa lại xả đò mất. Kinh giờ càng queo ráo. Cũng đâu đủ chuyến cải đâu. Đây cũng không đủ, đề này càng queo à. Đề này mà có nhiêu nước đâu. Đề này ngồi trong. Đất mới về chuối chừng năm ngày hết đi đâu. Bà thấy con tưới bà cà pháo cái kinh trống càng queo chưa? Thì con tưới con hút hết ráo khu đó. Hên chỗ đó có chiếc này có con be móc cái lỗ đổ bên kia sâu vậy. Chứ không ai tiêu rồi. Sau đó là mốt nó cạn khô luôn á. Không. Qua nhỏ quá. Ông kia dây đen. Dây đen. Dây đen giờ chi? Bao nhiêu ký? Về cây trắng là 6-7 rồi đó. Đực. Đực thì chắc cũng đen nó lên chắc cái đực cũng phải lên chứ, cái lên đực phải lên chứ. Hổm 105 không biết được 108 chưa. Đực phải lên cao hơn con cái 2.000. Tao có con đâu mấy ký. Bữa hổm con cái trắng nó lên hay gì ổng mới nói mày bắt 12 cái trở lên, nó nói thôi còn con hai con này 11 cái lụm luôn đi. Ổng không xúc vô đi luôn. Khúc này tới ra nè. Khúc này nó mới phê. Để còn lúc cái cao đó. Hai mà nó về nó nói em vậy đó. Cô Hằng kêu mẹ ngâm vậy á. Cái nó tự nhiên hộp bé mà nó bà ai biết ở đâu rồi mẹ để cô Hằng đi. Chuông chuông ngâm. Đem ham phong. Đem nghe tiếng ham phong không? Ngâm đi đem cái đường xuống. Thì đập đá vô uống luôn. Con này còn cái tối. Trời ơi, buông. Tâm bà. Buông chưa mà mày. Tâm bốn. Còn dịnh cái này. Vậy có bảy mấy mà. Trời bảy bốn mà tính đâu đè đè ăn khúc. Thiệt tình, khổ. Là nó cái vỏ vậy mà tám bốn. Ghê thiệt. Vậy mà gì tới 84 chứ ai vậy có 74. Nó cắt nó nói. Bữa nào cái nó nổ không? Mày, cái nổ.
nổ là mày có con đường chết. Để cắt hết luôn chuyện gì lỗ gì đó. Trời ơi, bộ có cái gì dễ nó đẹp bằng cái xứ này, bộ công mình cho bà con ta coi ha. Trời ơi, ý y. 2 năm. Ở các tỉnh khác người ta đâu có ai thấy kiểu gì đâu. Dưới là người ta cắt nhánh, cắt đồ không. Đây là chơi cái chiến thực nạo sạch bóng không trường cây này. Gặp mà có giá cái nữa. Cải gì không nghe số lượng tí ớn lạnh. Cải xả ra không tỉa đó. Đủ ghê á. Quá trời ông đồng này. Nói là có ai làm được như con không? Thầy ơi. Mà cứ mạnh mẽ lên cho tao, mình ăn cái bộ mình chơi làm sao. Mình không có làm gì vậy. Ai nói gì nói kệ dịch hả? Tao chạy rôm chứ bộ. Tao quay gì tao quay kệ tao, còn đúng khách rồi cái chuyện có mấy ông. Đâu mà tụng khách đâu mà thừa. Khách là khách quay nhà nào quay nó đúng mà giá đó mà trúng đó mà trúng. Cái truyền hình quay mới sợ chứ còn đứa nổi nhà nhầm gì đâu. Truyền hình đây truyền hình thì khác. Mấy ông mà đừng có họ đổ tên thừa. Mệt. Trong trúng giá không là chạy ế bán không được rẻ. Quay vậy thì đâu có đứng thừa mình. Đã ông sống cái cờ đó rồi mà sao mà trả cho ông được bảy. Đó mới đi cái đám ma kia chưa xong có đám ma nọ nó vậy nè mà đè đi bao tử. Chửi nhồi cái đó. Mày vô thanh. Kêu cài đá của.
Có cho nó mà. Để con nó, bỏ con nó, tự nó kêu ha. Mà chủ nhà không có quyền gì á. Sao làm vậy luôn à? Chứ bỏ đi mãi rồi, cái bỏ nữa hai bữa tự nhiên vô nó tài quế này còn tẻ được, nó tẻ cho tẻ. Nói hết á. Bỏ. Biết được. Cái này phải ăn cá nhánh không? Cái này phải ăn nhánh không? Phải nhiều ha. Cái nhánh thọ tay nhấp mang cực. Tại giờ ở đây trồng cá trụ quen rồi, giờ đâu có biết cá nhánh hả? Cái này giờ cũng dễ hơn cái thìa ha. Cái thìa canh phải ngay đó. Đẩy lại vô ngay sát. Hoa đẹp nhiều cũng gì. Với một con dày mới được. Hoa đẹp, hoa đã luôn. Bí ẩn là mất tiêu rồi vậy. Này đâu thích gặp vậy? Nhà giữ cháu nội hả? Anh cưng anh không cho đi ngồi. Giờ vậy không? Ta đầm biết là ta làm luôn, không cả mình được à? Bỏ thôi, đặng lấy mộng thì đi vậy chứ đừng chết chết chứ bộ đi chết không được ha. Thì đã yếu rồi. Bệnh đâu có phải nằm liệt giường chứ. Cậu Nam ổng nằm xuống ổng đi đó. Tại giờ ổng đâu có ăn uống gì đâu. À, ông không ăn với ông si sức chứ có đâu. Quế này vừa nãy không bên ông mà ông không đây. Qua này nó hơi lùng. Sáng ngày quặng bao nhiêu rồi đó. Để đi mua đi. À, nó cũng lẹ ta bữa hỏng chưa thấy cũng bất lợi. Sao bà bữa em nói tháng 2 anh Bảy ở đầu giữ. Hôm nay vô có người báo tháng rưỡi luôn ha. 83. Rồi hết. Này 4 kết hả? 3 kết. Này giờ mới kết có khúc 1, 2. Tính ra gần 5 kết. Thôi, tính ra gần 5 kết rồi phải không? Hai kết này nữa, 5 kết rồi. 5 kết mấy mấy tám mấy không? Đây quả còn nhiều lắm đó. Hai, bà kêu mua phở mà kêu xá thêm cục thịt bò để kế bên tái nữa. Không mẹ phở chết mỡ luôn. Bà nói cái gì cũng được ta. Nên lúc kêu cài này có gì bị chửi mà ai về còn về bánh nhà về phà ăn phở đó trời có gì phà mà phà ăn phở đã đâu hoài rồi mà nói về bánh nó mình nói quá nói phà phải phà làm gì phà ăn phở ông kêu ra đưa tiền đây mua phân rồi mua thuốc thịt quế luôn. Ông nội tự nhiên quế vậy luôn. Thêm rùa nó vô đây vô. Ừ. Anh đem một lá tốt trong chuyện với cái thanh đó đi làm dấu cái thanh đó đi. Chút cái thanh đâu có lòn gió cho nó mát chứ quả vô vô gì nè quả vô gì nè vô tây nam mưa tới đúng rồi ta lúc này là phát này nè phát nam mày nè dân này vậy đó dân người nam có thì bảo đảm mà chắc bữa nay thì mưa sẽ mùa tới giờ nè không biết lớn nhỏ rồi có thể miền núi thôi mưa được cho nó cây luôn mà nước nó nôi gì á mưa tới rồi nghe chưa bẻ gì mà ấy. Thấy đông như tỉa dưới á. Anh đẻ hả? Đó, đẻ hả? 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 Đẻ
25, 27 ngày rồi mình ép rồi được. Không mà quế chuyến sau là chạy nhiều quá giá chết á. Ê mà đeo đúng là thấy lý hộp dữ nha. Con cười. Đúng rồi, quế đang hết nào sao nhiều lắm. Giá chết rồi biết. Giá chết rồi biết nha. Ấm giờ hết, ấm hốt mẹ. Kệ đó, mình cứ nghĩ giá chết gì đi. Đừng có mộng quá nè, cái hôm quá không bệnh chắc không có ăn vậy. Không bệnh 4 ngàn cũng được. 5 ngàn, 10 5 ngàn, 6 ngàn, 16 ngàn chứ đừng mộng 10 ngàn. Đâu có rẻ đâu. Phẩm ơi. Nói chừng 4 5 ngàn rồi rồi tới 10 ngàn thôi tới cả kịp. Thôi, quế nào mà không bệnh đâu rồi, cắt rủi 5 ngàn cũng ngon. Thì này 5 ngàn cân cũng ngon chứ đâu có. Sao bệnh thôi. Giá 4 5 ngàn rồi là. Còn bệnh thôi chứ không bệnh 4 5 ngàn cũng được vậy. 4-5 ngàn là 9 ngàn được rồi, còn gì nữa đâu nữa. Ha ha. Thì 4-5 ngàn. Mà đều thấy là không có rẻ 4 ngàn. Nhưng đâu không rẻ. Giờ không có nữa đâu. Chứ kỹ năng ăn tỷ không cũng có mắt đâu. 4-5 ngàn, 4-5 ngàn, 5 ngàn đâu không. Có nghe ông mời nấu quế, ông mời lên chưa? Nước giữ vô là nắng nó lên không có nổi đâu. Bữa nay là bơm nước vô đìa ba me với của ổng ngập lúc nè. Hồi nãy hồi sáng thấy loại chở ấm đó. Qua con bơm cái đám cỏ này nhóc. Em bơm này nhóc tràn lên. Bơm thục. Thanh có đấm ngồi ra, đấm ngồi Thanh quế. Chị giỡn thăm thầy ba. Ở dưới nó bự bự nè, chưa còn nó có chuyện chiếc điểm như vậy. Đây là quả còn rất là nhiều nha con chị. Người đẹp quá nó đi kiếm quế sống. Ừ, con vô trước bà Sáu nè. Tôi vô tôi bơm nước đây mà nó vô trước tôi. Sao mà chả chưa đứa con á con. Rùa tao bên ai vậy nó có nằm mấy. Rùa nó không bằng cho nằm hang của rùa tao bằng cái đứa xuống. Cái này vô trong kia rồi. Nó mỏng. Nó mỏng ở đây cắt lưới đi. Ôi chết mỏng ở đây vô cái cảnh. Cảnh đất cơ sổ. Nhìn nó đâu dài. Năm kết chưa thấy cây nhê gì hết. Năm kết rồi mới còn lỗ. Còn đây quay biết nhiều. Như bao nhiêu kết? Năm kết. Mang kết được nhiêu? Kết này 70-80 không, 8 mấy rồi. 78 kg không đó. Đá đen nó đánh 2 tấn mà còn không nó đánh 1.5 tấn. Thì hai thằng cưa hai ra chắc còn 1.7 tấn. Đánh mấy cái xích chứ. Là người ta có ship hàng cho sẵn nữa. Tự nhiên thôi, thôi cái gọn bơ rồi hả? Đợi thôi, thôi một tiếng anh nói. Thôi. Bà tôi xuống tôi thăm bà nói nè. Nói quỷ trò chở, kêu Thúy Quyền lên chở ta đâu chịu.
Thằng Âu nó chở tao đi chứ không có chở tao về. No bụng rồi đó. Đúng mấy tiền ta để cái kính mà đòi ăn cũng được ha. Rồi 88 luôn. Qua dữ. Đi vô vợ. Đi vô cả. Đấy. 283 88. 83 88. Bọc ghi luôn đi. Đây nên tạm máy khó tắt lắm. Ừ, có gì chú ký vô đừng ngắm được báo xuống nhau cắt ở đây, cái này cắt đây thì cắt trước rồi đó. Bữa nay quế lên 10.000 ký hay sao? 83 88. Nãy giờ nó năm kết rồi không? Giờ con nằm giá hay được? Còn nằm. Cái đồ lại nhiều, có nhiều hả? Nên bữa hai nữa chứ không nhiều đâu, nó nằm giá được chứ đừng có đồng giá. Mà bữa hổm phải bãi và nó rớt con bữa và cắt cũng đâu có nhiều hơn, không sao. Đúng rồi đó, nó rớt một bữa đúng rồi, là cái bữa thứ sáu thứ bảy gì qua bữa sau cái đứng thứ này. Cái già nó không có đi nổi nữa. Đứng luôn à. Đứng cái này đó mà hôm bữa lần nó đứng thì xong rồi nó tụt liên tục. Nghe bữa đó mà tụt liền á. Nghe đứng mà còn nghe mẹ con mừng nói chứ anh chứ. Thôi gì. Sao dưới này còn 5 xuống ngàn có 2 đồng cái đứa. Trời ơi. Thì chuyện 5 xuống ngàn thì 10 mấy ngàn là chuyện cái số gì vậy trời. Mới con bữa trước bữa sau nghe gì đâu không bạn. Cái lên nha chị Mười Đen hỏi. Mà cắt quế cho nó chưa có ra nhiêu không? Cho nó tòi ra nha. Vì bả đi mần về, bả nói vì có 5 6 ngàn rồi bà nội ơi. Tại thường xuyên đa số là nghe đứng là bữa sau phải tụa. Bao đứa. Bao đứa vậy chứ. Có từng sáng vô hỏi thằng tòi rồi còn 9 ngàn mừng. Tại bữa nó không ai nói trước, phải nói trước em nó còn 5 ngàn. Ôi ủa. Nó 5 ngàn nữa, còn 5 ngàn mấy bà này đâu có bỏ ra quế chị 5 vậy đó. Cái mới đầu nghe quế có 7 ngàn, 7 ngàn, có qua bữa sau 8 ngàn, cái 9 ngàn, cái tới 15 10 ngàn hả ông Dình? Trả quế, trả 10 ngàn,